Chào mọi người, trước mắt chúng ta là một cái giường bông đầy màu sắc. Cái giường bông này là của em mình. Đây, em mình là đang làm gì đây Linh? Dạ, bón phân. Phân. Ủa, cái nguyên cái giường này là cân tự trồng luôn hả? Dạ. Sao mà mình phải bón phân? Thì trong chậu nó có rồi mà. Mình vô phân cho cái gốc nó, cho rễ nó, tại vì rễ nó lòi lên đây nè. Rồi mình vô phân nó cho cái bông nó to. Nó thiếu đất ăn á. Phải vô phân tới 3 đợt lận. Đó giờ Cưng có trồng chưa mà thấy trồng đạt hiệu quả quá vậy? Có, em trồng được 3 năm rồi. Rồi kỹ thuật là mình học ở đâu? Giờ tự tìm tòi mình học trên mạng. Rồi mình hỏi người này, hỏi người kia vậy á. Mấy bông này đẹp quá. Wow. Cái này là mỗi ngày mình mỗi tưới nước không hay sao? Dạ đúng rồi, một ngày sáng mình tưới xong rồi cái chiều mình tưới. Thêm tưới lần nữa, hai đợt luôn hả? Dạ. Này cũng vất vả quá ha. Dạ. Trồng điều hay thiệt chứ. Một chậu 4 cây á. Một chậu là 4 cây hả? Dạ. À. Cái này là mình trồng mình để chưng hay là trồng bán? Dạ bán. Bán hả? Dạ. Này bán Tết ha. Dạ. Như thông thường vậy mình bán là một chậu là nhiêu tiền? Tùy theo, ví dụ như bông đẹp thì mình bán một cặp thì 100, 120. Còn ví dụ bông mà nhỏ thì mình bán 90. Tùy theo bông gì á, chứ tùy theo năm. Bông có giá hay không nữa. Này mình vô phân xong rồi mình tưới nước phải không? Đúng rồi. Vô đợt này là đợt cuối cùng. Để cho nó nuôi hoa cho nó bự. Để đi, chị đi vòng vòng chị xem. Ủa này bắp cải tốt quá. Cả mấy chậu này là do Linh trồng luôn hả Linh? Dạ. Trồng được mấy người. Đây có bông dừa cạn. Ớt kiển. Mồng gà. Đây hoa hướng dương. Ở phía bên đây có em Su Su. Trời ơi. Em Su Su. Làm gì vậy? Đi vòng vòng chơi đi. Đi vòng vòng chơi đi. Mắc cỡ nữa. Bông này là bông gì vậy Su Su? Bông của cô Linh. Bông của cậu Linh rồi bông gì? Ê, mình không có phá. Bông bông tên gì biết không? Không biết hả? Con mấy tuổi rồi hả? Đào bông bóng hả? Rồi Su Su mấy tuổi rồi? Su Su mấy tuổi rồi? Su 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 mấy tuổi? 3 tuổi rồi. Mà tại sao lớn tuổi dữ lắm rồi mà không biết cái cây bông nhãn thọ hả? Trả lời, tại sao mà 3 tuổi rồi mà không biết cây bông nhãn thọ? Sao mà trốn? Bé Su Su trốn vô nhà rồi. Buổi chiều nhìn cảnh này thư giãn quá. Dạ.
Đây có bạn Mỹ Quỳnh xuất hiện. Ê, có bạn Linh đi múc nước tưới làm sao đây. Mình phải múc nước xong thôi. Ủa rồi mình tưới mình không có cái vòi sao? Dạ không. Mình phải tưới vậy nè, cho bông nó mới được nó bị hư. À, chứ nếu như tưới cho tưới cái vòi là bông nó hư ha. Đúng rồi. Hèn chi. Lý do là mình đã hiểu. Nó sẽ bị thối cho bông. Đây có bạn Su Su đi theo hỗ trợ tưới. Chút nó cho bạn Su Su tí nước nha Linh. Bà Su Su bà đi kìa. Trời ơi có điệu đi vậy đó ha. Hết nói à. Bởi vì thì ra là mình đã hiểu. Mấy năm trước chị không biết á, chị cũng có thường chị trồng bông nhân thọ Tết nè, mình trồng ở nhà mà mình tưới vòi sen á, cái mấy cái bông hoa nó hư hết trơn, nó bị thối với ra nó không có màu đẹp. Cái này mình có xịt thuốc gì không Linh? Có, mình xịt thuốc cho bông nó bự. Với lại xịt cho cái tàn nó bự á. Rồi sau khi tưới hoa xong thì giờ Linh là chăm sóc lại mấy cái cây bông. Cái này là bông gì đây? Bông dừa cạn. Là mình phải gỡ bỏ mấy cái hoa mà nó đã tàn ha. Đúng rồi. Không mấy là chắc nó có thể nó bị úng không? Đúng rồi, nó sẽ bị úng. Đây này bên đây hoa tàn nhiều quá nè. Vậy có hoa này là nó nở mấy hôm trước nè. Nó đã héo rồi. Mình gỡ những cái hoa mà nó đã nở rồi mà nó héo rồi nè, cho nó đẹp. Ồ, đây là cũng là cây nhãn thọ hả? Dạ đúng rồi. Mà cái sao nó nhỏ? Khi mà mình ngắt cái đọt của cây nhãn thọ lớn ngoài kia á, cái mình lấy cái đọt đó mình dăm xuống thì nó sẽ ra rễ, mới mốt nó sẽ ra bông. Hay vậy? Đúng rồi. Chứ nó không, thường là như vậy nó bị úng á, hoặc nó héo. Rồi vậy là mình cũng có thể bán được luôn ha. Đúng rồi. Bán cho mấy người ta để mấy tủ hòm địa rồi á. Thay vì mình bỏ mấy cái đọt nó uổng thì mình dăm nó lại 2-3 ngày cái nó ra rễ. Hay quá. Rồi này cây tắc ha, tắc quý ha. Dạ đúng rồi. Thì tự trồng luôn hay là mua chỗ khác đem lại? Mình mua hồi lúc mà nó trái nó còn nhỏ đó. Rồi mình trồng vô cái chậu khác xong mình chăm sóc. Ở đây thấy có một cây mai to thiệt là to, có bao lì xì nữa nè. Trong đây có tiền không? Hả? Không. Không có tiền để phải để tiền để vô chứ vậy. Cái mai này mình thiết kế công phu quá ha. Dạ. Dưới đây có gì? Chầu bà. Ủa, cái này là gốc của cây gì đây Linh? Em không biết nữa. Hả? Em không biết. Mình thấy thì mình đem về ha. Đúng rồi, chặt vào vườn vô á rồi mình lặt lá đó. Rồi có bạn Su Su nữa kìa. Ồ, ngoài ra thì ở đây có thêm mấy cái chậu treo nữa nè mọi người. Cái này chầu bà ha, như này lan chi đúng không? Lan chi. Có lan chi. Rồi chầu bà bữa nay có bông hoa màu hồng luôn, giống lạ ha. Mình lặt mấy cái lá vàng này mình bỏ rồi. Mô hình này đầu tư dữ à.
Tổng ngày là bỏ vốn vô nhiêu rồi? 3-4 triệu rồi. Bán lại được nhiêu? Chắc đủ vốn rồi. Đủ vốn rồi. Thì tưởng đâu bán 3-4 triệu mà không ngày là lời được chiếc lắc này chứ. Lắc vàng nè. Ủa cái này sao mình làm thiết kế sao đây? Như cái chậu ở trên nó có cọng dây treo phải không? Ở đây, ồ oh. Vậy mà nó không vụt luôn ha, hay ha. Đúng rồi, mình cuộn cái chì vô đó. Cuộn cái chì vô luôn. Thì vậy mất công mình khỏi mất công làm vàng á. Ý tưởng sáng tạo. Wow, mẫu tử đẹp quá. Rồi sau khi đi một vòng thì mình thấy được là vườn hoa của em Linh trồng là rất là tốt. Mong rằng là trong dịp Tết này thì em sẽ bán được giá. Nãy nghe nói là bỏ vô 3-4 triệu gì đó, chắc lấy lại cũng được 3-4 triệu, không có lời gì hết. Tại vì nó bị bệnh nó chết đó. Hả? Bị bệnh luôn hả? Đúng rồi. Nó bị thối thân á. Ủa quá vậy? Đúng rồi. Nó bị hao hụt. Cái này là cây huyết vụ đúng không? Em muốn biết nữa. Hả? Nhớ, nghe tao nói là cây huyết vụ á, cái này nè. Rồi, Su Su chào tạm biệt mọi người đi Su Su. Su Su đi chào tạm biệt mọi người. Nói đi. Nói Su Su. Bye bye đi, bye bye đi. Bye bye mọi người, nói đi. Mắc cỡ. Rồi. Vậy là chào tạm biệt mọi người. Video của mình đến đây là đã kết thúc.